nhưng mà khi có vợ thì say nắng thì nhìn về đứa con của mình, và đặc biệt là nó là một cái ngôi nhà của mình, đi đâu cũng không bằng ở nhà gia đình hết. Mày dạ con Tư Thiện gà mới đi lấy à, về đó, đấy. Mới đi lấy về họ cho là vải của Từ Thiện. Dạ mất cái dư lại là có nghĩa là bé từ trong bụng khi mà còn trong bụng mẹ là chú là đã đi rồi, không có quay nhận nữa. Bây giờ không quay nhận bắt đầu có bầu là không nhận, là trường hợp là lỡ rồi nói yếu thế là đi lắm, không nhận nữa đó, chắc không phải là giờ còn ở đây không, giờ đi lấy người khác thôi. Ở trong tỉnh không? Tỉnh gì luôn mà đều không biết. Thuộc xã luôn. Thuộc xã luôn, gần chợ đuôi luôn. Rồi người đó, từ đó tới đây không đi thăm luôn hả? Dạ. Không hỏi thăm. Rồi trong bụng bé là ai? Con lại, chú ngồi mà chú nói chuyện ra. Không có gì sợ, đây nè. Lại cho chú kẹo nè, ngồi đây, ngồi đi. Lại đây ngồi, chú cho kẹo. Lại đây ngồi chứ. Là chú cho cái kẹo nè. Có cái chiếc dép nào không ta? Có chiếc dép nào ngồi cũng được nè. Làm sao? Cái kẹo nâng đó đó, cái áo bánh toàn thôi ngồi chứ được. Cái gói ngồi hả? Đây là áo cáo từ thiện. Là khi mà mới là có cái là bé nó không có giờ, ý là mới ấy là xong rồi giờ là khi có bầu là chị nuôi tới giờ luôn, từ nuôi từ làm từ nuôi. Hiện tại công việc chính chị nuôi là công việc chị là gì? Cứ nuôi heo thì rồi là đến khi mà cứ ra tết ra rồi là mình bán được ít con heo thì rồi là kiếm được 10 triệu là mua con mế bè con bò đó là nuôi rồi là đến mua lụt là phải bán cho không chi được, nó được rồi. Đủ lụt vừa này có bị ảnh hưởng điều gì không? Lụt chứ, là lụt trái cả trơn lỗ mà chứ hình nữ ra hết ra mân được em được chút bi mà ăn hết hai bi rồi mà nó mấy bi mà cái thùng nữa là chứ hình nữ lên hết cả trơn mà chết xuống chuồng kéo bùn hết nó con là không còn cái gì luôn hả? Dạ, không còn chứ. Thực tế mình nhìn thấy đây không còn gì, anh quay không còn cái gì luôn. Heo Dạ học mùa châu châu dự xong rồi châu chỉ rồi hai năm đi học 6 tuổi. 6 tuổi là 4 tuổi. 4 tuổi. 3 tuổi. 6 tuổi lớp mấy rồi ta? 1 rồi mùa châu nhự đấy. Hả? Cứ nhự châu nhự tôm tổ nhự. Mùa giáo. Trời ơi quý vị. Thôi quay cho chú nè. Trời ơi quý vị ơi. Mẹ nó đẹp nó dễ thương. Nè chú kẹo nè, không sợ nè, chú kẹo nè, dễ thương gì đó. Sợ hả? Sợ. Tức quá. Mà thôi nói chung là mỗi người mỗi gia cảnh. Dạ. Giờ nói chung là hết duyên hết phận rồi, biết làm sao? Dạ. Hết duyên hết phận rồi thì mình biết sao giờ? Dạ từ thì có từ làm để cho con ăn. Dạ, hết duyên hết phận rồi thôi, chứ giờ không trách ai được hết. Dạ em nó trách ai hết mà. Dạ. Ồ mà thấy chứ con gặp con bé coi nè. Ồ quý vị là tóc nó đen mà nó suông ra đẹp dễ thương con mắt ra. Ồ nó đẹp dễ thương. Anh Hùng thấy sao anh Hùng? Quá đẹp. Thực sự rất đẹp. Mà rồi thế mà bố bỏ đi thì quá tội. Rồi hình như bé hơi nhát luôn chị. Dạ nhạt. Tại sao bây giờ tại sao? Phải mong ta chứ ở trên cái sổ trên cái nó chính có con nít mà chơi á. Chị phải cho nó chơi nha, chứ thôi nhiều khi nó tự nghĩ.
Đấy. Dạ, cũng sơ đó rồi đi làm cho nó, cho đấy cho nó về hoa đông với bạn bè, nó biết được tiếp xúc, nó biết yêu thương nhau, nó biết thế này thế kia. Cũng đến khi mà bạn bè đến mà đúng chỗ về sau nữa mà này đúng là cũng nhờ cũng hay lắm. Chứ không phải là chỉ mà mang đi cửa sơ đó. Nè, con tên gì, con tên gì? Con tên gì? Con tên gì nè? Không thể nổi chị, được bởi vì nó không mạnh dạn được. Với những đứa bé thì chị biết yêu thương rồi chứ không tự kỷ làm mạnh lắm đó. Yeah. Một cái tương lai à. Con tên gì nè, con tên gì? Con tên gì? Nói đi, chúng cho kẹo nè. Chúng cho kẹo nè. Đấy, con tên gì? Kẹo phải là nhìn ngay liền à. Con tên gì? Con kẹo nhìn ngay. Tên gì nè? Ờ, không nói thôi. Không nói thôi, không cho. Tên gì nè? Con tên gì? Thế, trẻ con mà nghe nói kèo cái mới nhìn ấy. Giống như ở quê mình mà chỗ kèo nó còn chạy, nó chạy mất dép. Chị nhớ phải sao cho nó vui tươi hoạt động chị. Nè con tên gì nè, chú cho kèo tên gì? Con nói đi. Tên gì? Bác chơi đi học nó nổi hay lắm, nổi chiệt lắm, chắc không đến con. Nói cô giáo, chị gì đó, cô giáo là tập trung cho bé nhiều hơn, quan tâm bé nhiều hơn. Rồi thiệt chứ. Rồi đi học một tháng nhiêu, tháng đóng tiền nhiêu chưa đi? Nhiêu mà. Tháng nhiêu? Nó thật nghe, nó thật. Nếu mà ở đây nông thôn là tháng nhiêu? Đi học mà tiếng Anh á là một tuần vậy là hết sáu nghìn. Tám chục nghìn một tuần. Tám nhân bốn là 320. Con một năm học á là tiền đó là tiếng Anh. 320 nha. Một năm học là 15 triệu hay 6 triệu gì á? Chị. Rơi vào 6 triệu, con không được học biết, rơi vào 6 triệu một năm. Đó. Phải làm sao để cho là phải làm sao để cho bé học tới nơi chốn chị nha. Dạ. Một năm nhiêu, tám năm nhiêu, một tháng là. Một năm 2 triệu rưỡi là tiền học phí. Học phí là nhiêu? 2 triệu rưỡi. Khoảng 2 triệu rưỡi là một năm là tiền học phí cho bé. Chú sẽ cho con một, chú con sẽ tặng con là 2 triệu rưỡi tiền học phí. Dạ. Nha. Là một năm. Đúng rồi. Hy vọng là 2 triệu rưỡi này sẽ giúp con là bay xa hơn, tương lai sáng ngời. Nói nghe nè, mốt quen gặp người bạn mới đi, trời con bé nó đẹp dễ thương. Nhìn bé nha. Ngay quen thì là bay nhảy hay làm hoa, đến khi mà ngay người dân tộc hay là người kinh? Người kinh chứ. Người kinh hả? Ồ, anh Hùng. Ôi, tôi ước thì sợ là con gái thôi mà, dễ thương sinh vậy tôi cũng chịu nữa. Ôi, nha. Thôi bây giờ chú sẽ gửi con 2 triệu rưỡi nha. Để bình thường, để bình thường luôn. Tiền mặt luôn em ạ. Hả? Đưa tiền mặt. Thầy đưa tiền mặt luôn nè, bây giờ đưa tiền mặt luôn nha. Bây giờ gửi con là 1 triệu nè, 2 triệu rưỡi là cho bé. Dạ. Nha. Còn 500 nghìn này là cho mẹ nha. Là 3 triệu. Rất thương những hoàn cảnh như thế này. À, bố đi từ nhỏ, từ trong bụng không biết bố luôn rồi. Sau này lớn lên, học thật giỏi. Thật xinh gái. Để làm lại báo đáp cho cha mẹ. Ở cho là cho mẹ. Cha là cái báo. Dạ. Nha. Nhưng mà nếu mà cha này quay lại thì cũng nên nhìn cái. Không sao. Rộng lượng và thứ tha. Dạ. Ha. Rồi. Rồi. À, con là Hồ Văn Tân, là thầy giáo dạy tiếng Trung ở Bình Dương, là trung tâm tên là Hoa ngữ Hạnh Nhân. Và con kêu gọi quyên góp đại diện cho tất cả mọi người, gửi số tiền này 3 triệu đến đến chị tên gì ha? Chị Định. Hy vọng là thay số tiền không có nhiêu, nhưng mà hy vọng là sẽ giúp chị trang trải cuộc sống, và đặc biệt là cho bé học. Con bé nó quá thì đáng yêu, quá xinh gái, quá dễ thương luôn. Nha, cầm nè, cầm tiền chút nè, cầm đi. Cầm nha. Cầm đi. Nhớ nha. Cảm ơn. Rồi, mình có thể... Quý vị, tôi hy vọng là như thế này là mọi người. Thực tế là ai cũng sẽ có một cái giai đoạn gọi là ăn chơi, kể cả mình cũng vậy. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã xác định mình đến cái việc mà lập gia đình và có vợ có con, trước khi mà chưa có vợ chúng ta muốn làm cái gì cũng được. Chúng ta muốn ABC cái gì cũng được, nhưng mà khi có vợ thì... say nắng thì nhìn về đứa con của mình,
và đặc biệt là nó là một cái ngôi nhà của mình, đi đâu cũng không bằng ở nhà gia đình hết. Và đặc biệt đó là cái nó là máu mủ của mình, thì biết là nói chung là mỗi người mỗi giai cảnh chứ không chắc ai được, nhưng mà hy vọng là cần có trách nhiệm đối với những gì mình làm ra, đặc biệt là người luôn bên cạnh mình, đó chính là người vợ, người con. À, hy vọng là cái này chỉ chia sẻ của mình thôi, chứ thật ra là con người không ai hoàn hảo hết nha, nhưng mà nó tốt nhất là nên có trách nhiệm, hay chịu trách nhiệm. Và bé này ha, à, chú như các mạnh thường quân sẽ giúp con thay cái trách nhiệm của con nào. Rồi.